Hi, xin chào các bạn. Hiện tại Bằng đang có mặt ở trong vườn hoa hồng của Poba Park. Poba Park là một trong những công viên có diện tích lớn nhất ở Mỹ các bạn. Diện tích ở đây hiện tại tính ra là khoảng 500 hectare. Có nghĩa là nó rất là rộng. Và cái Poba Park này đó, nó đã có từ rất lâu rồi. Nó có từ thời là thuộc địa của Tây Ban Nha lận. Nhưng mà trong nhiều cuộc chiến xảy ra, như là cuộc chiến của người Mexico và người Tây Ban Nha, rồi cuộc chiến của người Mỹ và người Mexico, nên là cái Poba Park này á, nó cho tới năm 1868 thì mới bắt đầu cho xây dựng những cái công trình đầu tiên. Và ngày hôm nay khi mà người ta đến với Poba Park đó, là người ta sẽ nghĩ đến là những cái viện bảo tàng. Thì những cái viện bảo tàng ở đây nó trải qua một quá trình lịch sử rất là lâu đời, liên quan đến những cuộc chiến và sự hình thành nên cái vùng đất San Diego này luôn. Và trong số đó thì nó còn có những cái vườn hoa cũng rất là đẹp. Một trong số đó là vườn hoa hồng mà các bạn đang nhìn thấy đây. Bằng đang có mặt ở đây là một cái vườn hoa hồng của Poba Park. Ở đây có rất là nhiều loại hoa hồng mà chúng ta chưa từng nhìn thấy luôn. Rất là lạ. Và bây giờ thì Bằng sẽ quay cho các bạn xem một vòng vườn hoa hồng này nó có những cái loại hoa nào nha. Xin chào các bạn, còn đây là vườn kiểu sa mạc các bạn. Ở đây có nhiều cái loại cây kiểu sa mạc, có xương rồng, có này, có những cái cây bụi ở trong sa mạc, cái vùng phía sâu phía trong của châu Mỹ. Nhìn rất là ấn tượng nha các bạn. Đây. Rất là đẹp nha. Cái loại xương rồng này nhìn lạ quá. Các bạn thấy không? Rất là đẹp nha. Hi, xin chào các bạn, hiện tại Bằng đang có mặt ở phía trước một cái công trình. Cái công trình này có tên là San Diego Museum of Man. Nhưng mà thực sự đây là cái nhà nguyện của Thánh San Francisco các bạn. Và công trình này được xây dựng vào năm 1915. Ngoài cái nhà nguyện của Thánh San Francisco ra đó, thì còn có một cái tháp chuông nữa. Phía bên tay phải của Bằng đây có một cái tháp chuông. Tháp chuông này có tên là California. Và toàn bộ công trình này được xây dựng theo kiến trúc của người Tây Ban Nha. Thì có rất là nhiều bạn thắc mắc rằng là tại sao ở California có nhiều cái tên gọi những cái thành phố nghe cái tên rất là lạ, trong tiếng Anh không có. Ví dụ như là San Francisco hay là Los Angeles, San Diego hay San Jose hay là San Gabriel. Thì những cái tên này là những vị thánh trong đạo Công giáo nhưng mà được đọc theo tiếng của người Tây Ban Nha.
bởi vì người Tây Ban Nha đã tìm ra vùng bờ Tây Hoa Kỳ này đó vào thế kỷ 16. Thì vùng đất San Diego này á, được người Tây Ban Nha tìm ra vào năm 1542. Họ tìm ra vùng đất San Diego với một bãi biển và một cái vịnh biển rất là sâu, nên là họ đã dùng ở đây làm cảng biển để neo đậu những cái tàu vượt biển của họ từ châu Âu qua Mỹ. Và họ cho xây dựng ở đây và họ đã mang đến đây một cái văn hóa của người Tây Ban Nha, và đặc biệt, đặc trưng hơn, đó chính là đạo Công giáo. Nên là những cái thành phố lớn ở vùng đất California đó được họ đặt tên theo những vị thánh, giống như là những vị thánh bổn mạng cho những cái thành phố đó. Và cái tên gọi của tiểu bang California cũng được xuất phát trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là thiên đường, một vùng đất có vẻ đẹp của thiên đường, nghĩa là nơi thanh bình, tốt đẹp và mọi thứ nó rất là bình yên, thì họ gọi đó là California. Nên là bây giờ chúng ta có tiểu bang tên là California các bạn. Và San Diego thì được đặt tên theo vị thánh tên là Didaco. Đây là một vị thánh trong đạo Công giáo. Người Việt của mình thì gọi là Didaco, nhưng mà Tây Ban Nha gọi là San Diego. Tại thì bằng đang có mặt ở đây là một cái khu họ đưa những cái kiến trúc của những ngôi nhà của các nước trên thế giới về trong cái khu vực này để họ trưng bày cho người dân coi về kiến trúc cái nhà ở của từng nước. Đây là dạng nhà của người ở ngoài đảo Puerto Rico, còn ở đây là của người Iran. Kiến trúc nhà mình nhìn thấy cái vẻ nó cũng tương đồng nhau, không có gì khác cho lắm. Đây nhà của người Cộng hòa Séc các bạn. Cái mô hình này nhỏ thôi. Ở đây họ làm để cho mình coi cái mô hình nhà ở dạng nhỏ thôi, để cho mình hình dung ra được là cái người Cộng hòa Séc họ ở cái nhà như thế nào các bạn. Đây, có một cái ghế đá phía trước ha. Nhà dạng nhà thấp, không có cao. Còn ở đây là, nếu mà không phải dịch bệnh á, thì mình được phép đi vô trong. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang do dịch bệnh các bạn, nên là những cái chỗ này họ đóng cửa rồi, mình không vô trong được. Còn đây là nhà của người Scotland. Này là Ukraine, nhà của người Ukraine các bạn. Phía trước này, nhà người Ukraine. Còn đây là nhà của người Mỹ. Nhà của người Mỹ. Đây là nhà người Mỹ, trước cửa lúc nào cũng có cây cờ. Nhà người Mỹ em. Nhà này của người Portland. Mà nghĩ chắc cái kiểu nhà này là cái thời xưa lắm rồi, chứ bây giờ thì cũng ít thấy có người Mỹ nó ở cái nhà giống vậy. Này chắc kiểu hồi xưa. Này là Ireland. Ireland. Ở bên trong thì nó sẽ đẹp hơn các bạn, nhưng mà bên hôm nay họ không có cho mình vào, họ phá lại rồi. Ở trong họ cũng có trang trí tất cả những cái đồ dùng luôn. Cái này rất là phù hợp nếu mà mình muốn tìm hiểu văn hóa của những cái nước ở trên thế giới. Ở đây Phần Lan, còn đây là nhà của người Đức các bạn. Đây, nhà của người Đức. Israel. Nhà của Israel có cái màu cờ đặc trưng, xanh dương và màu trắng. Còn đây là nhà người Anh, người Pháp, Philippines. Philippines với Pháp nhìn giống nhau, có con gà phía trên các bạn. Nhà của người Philippines với người Pháp gần giống nhau nha, có con gà. Đây là nhà của người Anh. Nhà của người Trung Quốc có cây chuối. Mình thấy cũng lạ, người Trung Quốc ở cái nhà thấy lạ quá. Đây là cái vườn Nhật Bản các bạn. Nhưng mà hiện tại họ không có cho mình vào, bởi vì đang trong dịch bệnh á, thứ hai tuần tới họ mới cho mình vào. Hiện tại bây giờ chỉ cho những người nào là member thôi để vào đây. Bây giờ mình không có vào được. Còn đây là giá của nó.
giá để vào cửa siêu đình là 25 đồng. Mỗi người là 40 đồng. Người bình thường là 40, gia đình là 60 cho hai người lớn, hai đứa nhỏ. Ok. Nghĩa là đây là cái dạng vườn Nhật, cái văn hóa của người Nhật các bạn. Họ có nhà của người Nhật, vườn của người Nhật luôn trong đây. 17-51 là cho member only. Ok, có nghĩa là mình sẽ không được vào trong khu này.